chúng ta vừa ngược dòng lịch sử về với cội nguồn của Giáo hội Việt Nam, với những chứng nhân đức tin, anh dũng, kiên cường và sự lớn mạnh kỳ diệu của hạt giống tin mừng trên quê hương Việt Nam thân yêu. Trong suối nguồn ân thánh diệu vời của Thiên Chúa và tình thương trìu mến của Mẹ Giáo hội Việt Nam từng bước trưởng thành theo năm tháng. Ngày 24 tháng 11 năm 1960, Giáo hội Việt Nam chính thức bước vào thời kỳ chính tòa, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử mới với việc thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Thời kỳ mới mở ra trong bối cảnh đất nước đang nội chiến chia cắt. Tại miền Nam, giáo hội phát triển mạnh mẽ, công cuộc truyền giáo như thuyền thuận gió, số giáo sĩ, tu sĩ, tín hữu công giáo nhanh chóng gia tăng. Các cơ sở bác ái từ thiện, trại mồ côi, bệnh viện, trường học của giáo hội đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc truyền bá và sống tin mừng giữa lòng dân tộc. Trong khi tại miền Bắc, hạt giống tin mừng vẫn âm thầm, bền bỉ lớn lên, mặc cho nghịch cảnh như dấu chỉ của sức mạnh và quyền năng Thiên Chúa. Năm 1975, lịch sử dân tộc sang trang. Những sóng gió của thời đại, những đổi thay của thời cuộc như muốn nhấn chìm con thuyền Giáo hội Việt Nam. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, với một lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa, giáo hội vẫn luôn giữ đúng bản chất của mình và vẫn mãi trung thành với sứ mạng của mình giữa lòng dân tộc theo lời Chúa truyền dạy. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Ngày 19 tháng 6 năm 1989, cả giáo hội Hoàn Vũ cùng vui mừng rung lên nhịp đập với muôn triệu con tim của các tín hữu Việt Nam khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong hiển thánh cho 117 chân phước anh hùng tử đạo Việt Nam. Nhờ hồng ân Chúa, sự cầu bầu của mẹ La Vang và sự bầu cử của các thánh tử đạo Việt Nam, giáo hội Việt Nam tiếp tục phát triển, nở hoa trên khắp mọi miền đất nước, từ Bắc chí Nam, từ thành thị cho đến thôn quê, từ miền đồng bằng đến miền thượng du, xứ sở của các anh chị em dân tộc thiểu số. Sau 50 năm chính tòa, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã có thêm 5 giáo phận mới, số tín hữu tăng gấp 3, chiếm khoảng 7,15% dân số cả nước.
số linh mục tu sĩ tăng gấp đôi, số giảng viên giáo lý gia tăng và các hội đoàn tông đồ giáo dân không ngừng phát triển về số lượng và phẩm chất.